Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các anh chị em. Khi sơ ý dẫn đến những điều bất lợi hoặc thiệt thòi, mọi người thường hay nói, sơ suất để mất Kinh Châu. Thực ra việc mất Kinh Châu trong lịch sử thời Tam Quốc tuyệt đối không phải vấn đề sơ suất mà chính là vấn đề tất nhiên. Chỉ khi đứng trên góc độ chọn người, dùng người chúng ta sẽ nhìn ra được ba nguyên nhân. Kinh Châu, phía Bắc dựa vào hai dòng sông Hán, miệng phía Nam thuận lợi để ra biển, phía Đông giáp Đông Ngô, phía Tây có thể đi vào Ba Thục. Là vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Chiếm cứ được Kinh Châu có thể đặt căn cứ luôn ở Ích Châu, tiện cho việc liên minh với Ngô để chống Tào, tu dưỡng nguyên khí quốc gia, chờ khi thiên hạ có biến. Từ Tây Xuyên và Kinh Châu xuất binh hai đường để thảo phạt Tào Ngụy tiến tới nhất thống thiên hạ, chính là quốc sách do Gia Cát Lượng định ra cho Lưu Bị lúc còn ở Long Trung. Tào Tháo khi đại bại ở Xích Bích đã tạo cơ hội cho Lưu Bị mượn được Kinh Châu. Một điều dễ thấy là đất Kinh Châu thời đó chẳng những là vùng đất quan trọng đối với liên minh Tôn, Lưu mà còn là vùng đất cả hai họ Tôn, Lưu và Tào đều quyết tranh giành. Vì vậy, nên chọn ai để trấn thủ Kinh Châu, một vùng đất tương quan đến đại cuộc là chuyện đặc biệt quan trọng. Nếu xét riêng về phía Lưu Bị, tình hình lúc đó ngoài Gia Gia Cát Lượng ra, chỉ còn Triệu Vân là phù hợp nhất. Nhưng Triệu Vân, dù sao cũng là người ngoài, không thân mật bằng người nghĩa đệ Quan Vũ, nên nhiệm vụ quan trọng đó không thể giao cho Triệu Vân. Gia Cát Lượng là người chủ xướng việc liên minh hai nhà Tôn, Lưu, trong khi người anh của Gia Cát Lượng là Gia Cát Cẩn lại là một mưu sĩ quan trọng của Tôn quyền ở Giang Đông, nên Lưu Bị khó mà giao nhiệm vụ này cho Gia Cát Lượng. Chính vì vậy trước khi vào Tây Xuyên, Lưu Bị để Quan Vũ, Gia Cát Lượng cùng ở lại coi giữ Kinh Châu. Sau khi Bàng Thống mất, Lưu Bị điều Gia Cát Lượng vào Tây Xuyên, do vậy Quan Vũ toàn quyền coi giữ Kinh Châu. Quan Vũ cũng có tài năng nhất định của mình, theo tiêu chuẩn phân loại nhân tài của Gia Cát Lượng thì Quan Vũ là một mãnh tướng điển hình với khí chất uy tín trùm cả tam quân, ý chí cứng rắn, xem kẻ cường địch chẳng ra gì, lại hết sức dũng cảm trước đại địch. Tuy nhiên Quan Vũ cũng có những điểm yếu là không phải người mến chuộng nhân tài, sẵn sàng nghe theo lời khuyên can. Sở trường và sở đoàn của ông đều rất nổi bật, đúng như tác giả Trần Thọ đã đánh giá, Quan Vũ đủ sức đối địch với hàng vạn người, là một hổ tướng hiếm có. Nhưng cứng rắn và kiêu căng. Quan Vũ có thể xung phong hãm trận, dũng cảm nổi bật cả tam quân, nhưng nếu ông xử lý các vấn đề chính trị, quân sự có tính chất phức tạp đòi hỏi sự khéo léo, thì bản chất vốn có của ông sẽ tỏ ra rất kém cỏi. Thời gian đầu, do chiến tranh mới yên, Quan Vũ chưa gặp những vấn đề gay gâu, nên có thể ứng phó được. Một khi chuyện rắc rối tới, thì nhược điểm của Quan Vũ sẽ hoàn toàn bộc lộ. Trước tiên, là việc Tôn quyền sai sứ đi hỏi cưới con gái của Quan Vũ cho con trai mình, Quan Vũ mắng sứ giả thậm tệ và không chịu gả con. Tôn quyền cả giận. Tôn quyền đã liên minh với Lưu Bị để chống Tào. Muốn củng cố mối liên minh hai nước, Quan Vũ đáng lý phải đứng trên góc độ chính trị để xem xét chuyện này và hành xử khéo léo. Cho dù đứng về mặt lợi ích của gia đình, ông không đồng ý đi nữa, thì cũng nên dùng lời uyển chuyển để từ chối. Bản chất ông là người cứ đụng tới là nổi nóng, nên chẳng những mắng sứ giả thậm tệ mà còn làm mất thể diện của Tôn quyền. Quan Vũ nói, con gái của cọp có đâu lại gả cho con trai của chó. Tôn quyền muốn có ý định đòi lại Kinh Châu từ Lưu Bị, nay nghe lời này lại càng quyết đoạt lại Kinh Châu. Về mặt đối ngoại, Quan Vũ đã làm hỏng mối liên minh với Đông Ngô, đối nội ông tạo sự bất hòa giữa trên và dưới, trước mắt thuộc hạ và đồng sự ông thường kiêu căng, lên mặt ta đây. Thái thú Nam Quận là Mi Phương, tướng quân phó sĩ nhân tại công an đều bất bình do Quan Vũ coi thường mình. Như vậy, một Quan Vũ thiếu đầu óc chính trị và thiếu tầm nhìn chiến lược, sau khi giữ Kinh Châu chưa được bao lâu đã lâm vào con đường tự cô lập. Đó là nguyên nhân thứ nhất dẫn đến mất Kinh Châu. Quan Vũ cầm quyền tại Kinh Châu kéo dài đến 11 năm. Khi mất Kinh Châu, tuổi ông đã gần 60. Trong sách Tam Quốc Diễn Nghĩa, nói võ nghệ của ông không kém suốt năm xưa. Đó chỉ là nghệ thuật khoa trương, còn sự thật thì ông đã từ một người tuổi trẻ khỏe mạnh, bước vào tuổi già lực bất tòng tâm. Trong suốt 10 năm đó, Quan Vũ một mình nắm hết đại quyền ở Kinh Châu, không bồi dưỡng được người kế cận. Lưu Bị, Gia Cát Lượng cũng không phái người trẻ tuổi nào tới trợ lực cùng ông. Khi Quan Vũ đối trận với Đông Ngô thì người đầu tiên là Chu Du mất thì có Lỗ Túc rồi Lữ Mông, Lục Tốn. Bốn người nối tiếp nhau đều tuổi vừa trung niên, sinh lực dồi dào đủ sức thay đổi thời đại. Quan Vũ ngày một già yếu do tuổi tác, đối thủ thì ngày một lớn mạnh. Đó là yếu tố thứ hai dẫn đến mất Kinh Châu. Ỷ vào sự dũng cảm mà kiêu ngạo, dưới mắt không người, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của Quan Vũ. Đặc biệt là đến tuổi già, sau mấy trận chiến thắng trước Tào Nhân, Vu Cấm, Bảng Đức, Quan Vũ lại càng tự mãn, đến không thể tự kiềm chế. Lúc này, Lữ Mông, Lục Tốn ở Đông Ngô đều thấy rõ điểm yếu đó nên đã bày mưu để khai thác điểm yếu của Quan Vũ. Lữ Mông giả bệnh, công khai trở về Kinh Đô. Lục Tốn ở ngoài tiền tuyến cố ý nói lên các lời lẽ tự ti, không ngừng ca tụng Quan Vũ. Lời ca tụng càng nhiều, càng đề cao, Quan Vũ càng thích chí, mất đi sự cảnh giác. Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều biết nhưng không phê bình, đã vậy Gia Cát Lượng lại dùng chiêu khích tướng làm Quan Vũ ngày càng không coi ai ra gì. Khi Mã Siêu đầu hàng Lưu Bị, quân doanh họ Lưu có thêm một danh tướng. Lưu Bị khen tặng Mã Siêu làm Quan Vũ ganh tị.
Quan Vũ gửi thư cho Gia Cát Lượng và Lưu Bị, đòi vào Xuyên so tài với Mã Siêu. Gia Cát Lượng biết tính Quan Vũ nên đã gửi thư đáp lại, Mã Siêu có tài văn võ, lại hùng dũng hơn người, đúng là một bậc kiệt hiếm có, ví được với Kình Bố và Bành Việt, không kém chi Trương Dực Đức nhưng vẫn không bì kịp với Hán Thọ Đình Hầu Ngài. Quan Vũ được thư hết sức vui mừng, bèn lấy ra khoe với khách khứa, thủ hạ. Quan Vũ ngày một kiêu căng, mất dần cảnh giác và cũng quên tám chữ, Bắc Cự Tào Tháo, Đông Hòa Tôn Quyền, mà trước khi vào Tây Xuyên, Gia Cát Lượng để lại. Như vậy kiêu binh thất bại, đó là yếu tố thứ ba dẫn đến mất Kinh Châu. Kênh Văn Hóa Lịch Sử Luận Bàn. Sự thật về việc Quan Vũ để mất Kinh Châu chạy về Mạch Thành, nói lên việc giao trọng trách cho cán bộ, nhất định phải xem xét năng lực và bản chất vốn có của người đó, không thể dùng người theo cảm tính. Đối với cán bộ cấp cao, càng có tên tuổi bao nhiêu thì càng phải thường xuyên chú ý bấy nhiêu, phải thường xuyên nhắc nhở, phê bình. Khi thấy cần đưa lên thì đưa lên, cần hạ xuống thì đưa xuống. Tuyệt đối không thể tin yêu và chiều chuộng một cách mù quáng. Đồng thời, cũng không quên việc bồi dưỡng nhân tài để kế thừa.